Sáng 13 tháng 6, đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đi thăm chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022 đến thăm báo Sài Gòn Giải phóng. Đồng chí Phan Xuân Thủy nhận xét, báo Sài Gòn Giải phóng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí rất quan trọng trong công tác tuyên truyền của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Theo dõi báo Sài Gòn Giải phóng, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Phan Xuân Thủy đánh giá các phóng viên, biên tập viên và tập thể báo Sài Gòn Giải phóng đã thể hiện được tinh thần phòng chống dịch mạnh mẽ, kịp thời truyền tải đưa các chủ trương của Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đến với người dân. Đặc biệt, báo đã ghi nhận tuyên truyền nhân rộng được các mô hình hay, sáng tạo của các cá nhân, tập thể góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch đạt hiệu quả. Thay mặt tập thể báo Sài Gòn Giải phóng, nhà báo Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định báo Sài Gòn Giải phóng sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, đoàn cũng đã đi thăm và chúc mừng tập thể Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần, không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu giám đốc các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quán triệt tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc gìn giữ bảo quản sách giáo khoa, không viết vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ nhằm chủ động giám sát các trường hợp mắc bệnh, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong. Theo đó, tại cửa khẩu, những người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải được giám sát thân nhiệt qua máy đo và các triệu chứng nghi ngờ để kịp thời phát hiện sớm trường hợp có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong cộng đồng, người dân khi có các triệu chứng như phát ban, có bóng nước cấp tính không rõ nguyên nhân, sốt trên 38 độ C, nổi hạch, sưng hạch bạch huyết, đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược thì báo ngay cho trạm y tế nơi cư trú. Khi tiếp nhận trường hợp nghi ngờ, bộ phận kiểm dịch y tế, nhân viên y tế khai thác thông tin, lập phiếu điều tra dịch tễ trong vòng 21 ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo tăng cường quản lý kiểm soát trong chi tiêu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế có hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự các cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu phạm tội gian lận bảo hiểm y tế. Sở Y tế được giao tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Sở Y tế cũng phải chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, không để người bệnh phải tự mua. Ngày 13 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Quách Thị Canh ở tổ Vườn Ươm, phường 5, thành phố Đà Lạt với số tiền 22 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính lấn chiếm đất nông nghiệp là đất trường đặc dụng với diện tích 950m2 tại Lô Y, khoảnh 2, tiểu khu 158C thuộc lâm phần do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý trên địa bàn phường 5, thành phố Đà Lạt. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng yêu cầu bà Canh khôi phục lại nguyên trạng của đất trước khi vi phạm. Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT và các hiệp hội du lịch Thái Lan đã đạt được thỏa thuận về việc đề xuất miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế và gia hạn thời gian nhập cảnh từ 30 lên 45 ngày đối với các du khách đến từ các quốc gia không yêu cầu thị thực trong nửa cuối năm 2022. Hiện tại, Thái Lan đã miễn thị thực cho công dân 56 nước, nhưng thời hạn lưu trú không quá 30 ngày. Hầu hết đại diện đến từ Hiệp hội Du lịch cũng ủng hộ đề xuất của TAT về việc bỏ áp dụng thẻ thông hành Thái Lan, Thai Pass, có nghĩa là các yêu cầu đối với du khách đến nước này sẽ chỉ bao gồm giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 và bảo hiểm y tế.